Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến bao bì thực phẩm đồ uống năm 2023. Phát biểu tại triển lãm, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây và đặc biệt là sự phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19. Đây là một trong những ngành được doanh nghiệp trong nước và quốc tế đánh giá lạc quan là có nhiều triển vọng phát triển về quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới, là một bước tiến quan trọng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thực phẩm và đồ uống của Việt Nam. Triển lãm năm nay đã có hơn 300 gian hàng của 250 doanh nghiệp tham gia đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày đa dạng danh mục sản phẩm trong các lĩnh vực bao gồm đồ uống, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, tiếp tục tạo cơ hội để doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu thị trường, tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại và đầu tư để đáp ứng được xu hướng phát triển của thị trường.